Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà trong video lần này để chúng ta tiếp tục trò chuyện về quyển sách Storytelling. Và như mục tiêu Thu đã chia sẻ thì tại sao Thu lại làm video này? Video này mục đích quan trọng nhất là để giúp cho những anh chị và các bạn không có thời gian đọc sách, chúng ta có thể nhanh chóng nắm được từng nội dung trong từng chương sách. Và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta tìm ra được những công thức, những công cụ để chúng ta có thể ngay lập tức áp dụng vào trong chính công việc và cuộc sống của mình. Và trong video lần này Thu chia sẻ với các bạn một điều rất rất quan trọng luôn. Bởi vì cái điều này không phải các bạn có thể chiêm nghiệm được ngay lập tức trong quá trình đọc sách. Mà điều này Thu đã đúc kết lại trong một cái thời gian rất là dài, suốt mấy năm Thu nghiên cứu về chủ đề storytelling. Và Thu tìm ra sự khác biệt của một câu chuyện với một câu chuyện hay. Sự khác biệt của một câu chuyện hay với một câu chuyện thực sự hay thì nằm trong mấu chốt của video lần này cả nhà. Tại vì đôi khi không phải là chúng ta nắm được cấu trúc kể chuyện thì chúng ta có thể kể được những câu chuyện hay. Có những người khi kể thì vẫn ráp theo đúng cấu trúc 3C, vẫn theo một mạch trật tự, nhưng mà thực sự là chưa có đã. Và cái yếu tố gọi là đỉnh điểm để tạo nên những câu chuyện hay đó chính là yếu tố về mặt cảm xúc. Thực sự mà nói, nếu một câu chuyện chỉ mô tả là sự kiện này đã diễn ra và cho đến một ngày nọ nó đã diễn ra như thế này, sau đó như thế này và kết luận lại là như này, thì nó chỉ cảm giác như là một cái sự kiện ở bên ngoài thôi, nó chưa thực sự chạm hoàn toàn vào khán giả của mình. Thành ra trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài yếu tố thuộc về kỹ thuật và mẹo để giúp cho chúng ta có thể kể được những câu chuyện hay, và quan trọng là lột tả được cảm xúc và chúng ta có thể là kêu gọi hành động thành công, kể chuyện thuyết phục, kể chuyện truyền cảm hứng và thậm chí là thay đổi cuộc đời của một ai đó. Sức mạnh của câu chuyện khủng khiếp như vậy đó cả nhà. Vì tôi cũng nghe rất là nhiều bạn chia sẻ là bản thân các bạn ấy đôi khi đã thay đổi chỉ sau khi nghe một video clip của ai đó, hoặc chỉ sau khi đọc một quyển sách của một người thầy, đi tham dự một khóa đào tạo, hoặc là gặp gỡ một người nào đó. Rất là nhiều điều đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và khi chúng ta có thể kể lại những câu chuyện đó, Thu tin là cũng sẽ giúp cho những cuộc đời của ai đó tốt hơn, hoặc là giúp cho công việc họ tốt hơn, cuộc sống họ tốt hơn, hoặc đôi khi chỉ là một ngày làm việc của họ tốt hơn, như vậy cũng rất là thú vị rồi. Và Thu sẽ chia sẻ với cả nhà về bí mật để tạo nên những câu chuyện hay nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm thấy điều này ở trang số 127 trong quyển sách. Và Thu có ghi nội dung ở đây là hai diễn tiến quan trọng để tạo nên một câu chuyện hay. Hai diễn tiến này là gì? Và đây chính là sự khác biệt. Đôi khi mọi người kể chuyện thì sẽ kể theo diễn tiến ở bên ngoài của nhân vật. Có nghĩa là vào ngày hôm đó, người đó đã gặp cái tình huống như thế này. Và sau đó người đó đã như thế này, cho đến một ngày đó nọ người đó như thế này, và cuối cùng là như thế này, như thế này. Có nghĩa là những cái sự kiện ở bên ngoài của một nhân vật. Tất nhiên là nhân vật nó đã tham gia vào trong chính cái trải nghiệm đó, nhưng mà nó chỉ là ở bên ngoài thôi. Thì cái đỉnh điểm và cái cách thức để giúp chúng ta tạo nên những câu chuyện hay ấy, là chúng ta phải mô tả về diễn tiến ở bên trong của nhân vật. Ví dụ nhân vật chính đó là các bạn đi, chính chúng ta đi, thì khi mà cái sự kiện đó ở bên ngoài đã diễn ra thì tác động đến chúng ta như thế nào. Thì cái ở bên trong quan trọng nhất là chúng ta nói về gì? Cái suy nghĩ của chúng ta tại thời điểm đó, cái cảm giác của chúng ta tại thời điểm đó, cái niềm tin của chúng ta, hoặc là cái giá trị của chúng ta tại thời điểm đó. Thì đó mới chính là một cái thông điệp mạnh mẽ nhất. Và đó chính là một cái công cụ mà người nghe có thể mang về. Tại vì đôi khi cái điều quyết định chúng ta thay đổi, nó không phải đến từ cái sự kiện ở bên ngoài, mà chính là về cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta nhìn nhận ngay tại thời điểm đó. Ví dụ như là cái niềm đam mê đối với chúng ta đã khiến chúng ta không có từ bỏ công việc đó mặc dù rất là nhiều khó khăn, hoặc là cái sự thách thức bản thân, hoặc là cái sự kiên nhẫn, hoặc là lòng từ bi, sự tốt bụng, vân vân. Tức là cái gì đó ở bên trong mình đã quyết định, đã giúp mình đưa ra những cái quyết định ngay tại những cái thời điểm đó. Và để chúng ta có thể hiểu được hai cái diễn tiến này, chúng ta có thể coi những cái phân tích của Thu ở trong sách, nhưng mà có thể hiểu nôm na như thế này. Khi mà chúng ta nói về diễn tiến bên ngoài thì chúng ta sẽ trả lời cho những câu hỏi thế này nhé. Và Thu sẽ đọc chính xác những câu hỏi này để cả nhà có thể tham khảo. Ví dụ chúng ta nói về diễn tiến bên ngoài, đầu tiên là nhân vật chính là ai.
Sau đó là nhân vật chính đang gặp vấn đề gì, họ đang làm công việc hoặc là nhiệm vụ gì. Và chúng ta nói về mục tiêu hoặc là mong đợi của nhân vật là gì, những khó khăn, trở ngại mà nhân vật đang gặp phải là gì. Và nhân vật chính cuối cùng có vượt qua được những khó khăn đó không, kết quả như thế nào và ý nghĩa câu chuyện là gì. Thì đó chính là diễn tiến ở bên ngoài. Và đây cũng là những cấu trúc câu chuyện mà chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều trên Google, trên rất là nhiều bài chia sẻ. Nhưng mà để chúng ta cảm nhận được một câu chuyện hay và kể được câu chuyện hay thì chúng ta phải thêm cái diễn tiến bên trong nhân vật nhé. Và diễn tiến bên trong nhân vật sẽ trả lời cho những câu hỏi thế này. Nhân vật chính đã cảm thấy như thế nào khi gặp những vấn đề đó? Sự hoang mang, trăn trở, đầy lo lắng hay là stress, căng thẳng. Đó là những cái cảm nhận của nhân vật chính. Và cái nỗi sợ của nhân vật chính trong tình huống này là gì? Tại vì ai cũng hiểu là chúng ta cần phải làm điều này, nhưng mà đôi khi có những cái gì đó bên trong của mỗi con người đã khiến chúng ta không đưa ra cái quyết định như mọi người vẫn đoán là như vậy. Đó thì cái nỗi sợ hoặc là những cái điều cản trở hoặc là những niềm tin giới hạn bên trong nhân vật chính tại thời điểm đó là gì? Chúng ta phải tìm ra những cái mắc xích này thì chúng ta mới bật lên được ý nghĩa của câu chuyện và chúng ta mới có thể giải phóng được nỗi sợ của những người khác, mới giúp được những người khác tốt hơn. Và những câu hỏi tiếp theo như là cái nhu cầu và mong muốn thực sự của nhân vật là gì? Vì đôi khi người đó muốn đạt cái mục tiêu là như thế này, nhưng mà tại sao? Tại sao họ lại muốn đạt mục tiêu đó? Thì nó phải trả lời được cho câu hỏi là cái nhu cầu thực sự, cái giá trị thực sự của nhân vật chính là gì? Rồi điều gì đã khiến cho nhân vật chính không hành động để vượt qua thử thách, hoặc là điều gì đã khiến cho họ quyết định là hành động để vượt qua thử thách? Vì chúng ta thấy có những người cùng trong một trạng thái gặp vấn đề như nhau, nhưng mà mỗi người lại có một cái cách hành động khác nhau. Thì như vậy điều gì đã quyết định chính là bên trong, cái diễn tiến bên trong của họ khác nhau. Mặc dù bên ngoài cái sự kiện diễn ra tác động là y như nhau, nhưng cái hành xử của họ khác nhau. Và nếu chúng ta muốn tạo ra những hành xử của mọi người tốt hơn thì chúng ta phải tìm ra cái diễn tiến bên trong của họ là gì. Và điều gì đã thôi thúc nhân vật lựa chọn như vậy? Hoặc là cuối cùng thì cái kết quả của câu chuyện và kết quả nhân vật không chỉ là bên ngoài, mà cái sự thay đổi ở bên trong nhân vật như thế nào? Ví dụ nhân vật đã trưởng thành hơn, cảm thấy mình khôn ngoan hơn, cảm thấy mình có nhiều lòng trắc ẩn hơn, hoặc là cảm thấy mình đã quá chủ quan trong những việc này và nhận ra một bài học đáng giá, vân vân. Và chúng ta tạo nên cái diễn biến bên trong. Thu cực kỳ yêu thích cái việc mà chúng ta tạo ra cái diễn biến bên trong. Vì vậy, nếu mà chúng ta kể chuyện, chúng ta sẽ phối hợp hai cái diễn biến này với nhau cả nhà. Ngay khi chúng ta vừa nói diễn tiến bên ngoài thì chúng ta nói luôn diễn tiến bên trong. Ví dụ như là anh ấy đã gặp những cái khó khăn trong công việc, cụ thể khó khăn là chúng ta mô tả ra. Và ngay tại thời điểm đó, anh ấy cảm thấy, rồi chúng ta mô tả cái trạng thái bên trong. Rồi sau đó chúng ta lại đi tiếp về sự kiện tiếp theo. Rồi sau đó chúng ta lại mô tả cái diễn tiến bên trong. Nếu mà chúng ta tạo nên cái sự đấu tranh rất là khốc liệt và giằng co bên trong nhân vật thì câu chuyện của chúng ta sẽ rất là bám dính và rất là hay. Đó là cái điểm cực kỳ quan trọng nhé cả nhà. Như vậy tóm lại ha, tóm lại đó chính là hai diễn tiến của nhân vật, diễn tiến bên ngoài và diễn tiến bên trong. Và cách để chúng ta mô tả diễn tiến bên trong là chúng ta sử dụng các tính từ, ví dụ tính từ mô tả về cảm xúc, hoặc là những từ nói về cái giá trị, hoặc là những cái điều trăn trở của nhân vật chính. Thì đó là cái điểm quan trọng nhất trong kỹ thuật kể chuyện hay mà tôi muốn chia sẻ với cả nhà trong video này. Và ngoài ra ở phần cuối của sách, tôi có chia sẻ về những cái mẹo để chúng ta có thể kể những câu chuyện hay. Tất nhiên sẽ có rất rất nhiều mẹo khác nhau. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh một cái mẹo quan trọng mà thường mọi người hay vướng phải lắm. Tức là mọi người bắt đầu ý thức về việc là kể câu chuyện có diễn tiến bên ngoài theo đúng cái cấu trúc, hoặc là có diễn tiến bên trong, nhưng mọi người lại quên mất một chi tiết nữa, đó chính là sự cụ thể của câu chuyện. Nghĩa là chúng ta mô tả có những cái tình tiết mà gọi là điểm nhấn hoặc là cao trào, chúng ta vui lòng mô tả cực kỳ cụ thể cái thời khắc đó, cái thời khắc mà nó làm cho mình thay đổi, thì tôi tin đó sẽ là những thời khắc rất quan trọng. Thì chúng ta vui lòng lấy một vài chi tiết cụ thể, ví dụ như chúng ta nói là tôi còn nhớ chính xác ngày hôm đó.
Tôi đã ngồi trong quán cà phê ngay tại cái bàn màu xanh ở bên cạnh cửa sổ. Tôi nhìn ra bên ngoài và tôi chợt nhận ra. Đó, tức là cái chi tiết cụ thể ở đây là tôi còn nhớ y nguyên là tôi đã ngồi ở cái vị trí đó. Làm cho người ta cảm nhận được rất là cụ thể. Hoặc là lúc đó tôi đã nghe cái âm thanh rõ mồn một bên tai mình. Những tiếng nói như đập vào tôi. Đó, mình mô tả cái đó cụ thể ra. Hoặc là nếu mình nói về một người nào đó đã tác động mình, tôi không thể quên được cái người mà đã làm cho cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Hôm đó tôi gặp chị đã nói với tôi chính xác cái câu như thế này. À, chúng ta mô tả nó rất là cụ thể tại những cái tình tiết mà chúng ta gọi là đỉnh điểm làm cho nhân vật thay đổi. Thì đó là một số yếu tố các bạn có thể tham khảo và làm để giúp cho câu chuyện của mình sống động hơn, chân thật hơn và thực sự là cảm xúc và chạm đối với khán giả của mình. Một câu chuyện hay có thể làm cho ai đó thay đổi tốt hơn, đôi khi chỉ là một giây, một giờ, một ngày và đôi khi cả là một cuộc đời. Và mỗi chúng ta đều có những câu chuyện để lan tỏa và Thu rất là mong chờ được nghe câu chuyện của cả nhà. Và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo để chúng ta trò chuyện về storytelling nhé.